Thị Trinh xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công, Tổng thống, Đào Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, Quý đại biểu, Quý đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trên toàn thế giới. Hôm nay là ngày thứ Bảy, 26 tháng 9, 2020. À, chúng ta tiếp tục trưởng tải thông tin của Chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa và bản hiến pháp của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa đến cho toàn dân Việt Nam trên thế giới đều được hiểu biết về hiến pháp. Trong cái công cuộc đấu tranh ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đi tới chúng ta sẽ đi tới để đạt được cái kết quả tốt đẹp và chúng ta cũng không bị vướng víu bởi những cái tình cảm cá nhân. Những cái mà gọi là um, cái cái tình cảm mà nó gọi là nhỏ nhỏ nhặt đó nhỏ nhỏ mọn đó của chúng ta thì chúng ta để lại thì tình bạn tình bằng hữu thì chúng ta giữ mãi nhưng mà nếu như những người bạn những người mà đã cùng với chúng ta một thời đồng hành mà hôm nay họ đã quay mặt đi chỗ khác thì chúng ta hãy để họ lại một bên hãy bỏ lại đằng sau lưng chúng ta những người mà không cùng chung chí hướng với chúng ta, để chúng ta khỏi phải ái náy, buồn phiền và sẽ dốc hết cái tâm trí của mình vào cái công việc, vào cái công tác trọng đại mà cần phải có chúng ta góp cái bàn tay, tiếng nói để giải thể tà quyền cộng sản được nhanh hơn, giúp cho đất nước và người dân thoát khỏi cảnh làm nô lệ, cảnh mất nhà, mất đất và những án quan sai mà nếu như Cộng sản một ngày còn cai trị đất nước của chúng ta thì người dân vẫn còn phải khổ sở một ngày. Hôm nay trên cùng với cô chú anh chị em chúng ta sẽ dâng lời cầu nguyện trước khi vào để mà chia sẻ thông tin Hôm nay là ngày thứ Bảy, 26 tháng 9, 2020. Tại diễn đàn live stream của Triệu Thị Trinh, đại biểu, thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, cùng những nhà ái quốc chân chính, những người Việt Nam chân chính trên toàn thế giới. Lại đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật, và hồn thiên sông núi xin phù trì hộ trì ban phước lành cho chúng con xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá xin bảo vệ đất quốc công tổng thống đào minh quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính xin cho chúng con thêm khôn ngoan đoàn kết nhẫn nại can đảm sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đệ tam việt nam cộng hòa dẫn đưa dân tộc việt nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cũ mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời thượng Ngôn thánh đức xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần việt nam chân chính sống thì phải cho lẫm liệt mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Lời cầu nguyện chấm dứt, xin đội ơn trời Phật. Nam Mô A Di Đà Phật Thì trên cùng với anh chị em cô chú bác đã cầu nguyện xong, hôm nay thì chúng ta tiếp tục theo dõi, phát, uh, phát triển, phổ biến hiến pháp của đệ tam việt nam cộng hòa, phổ biến những cái thông báo từ văn phòng thường trực chính phủ quốc gia việt nam lâm thời. Đây là một cái việc làm mà sắp tới đây chúng ta có bổn phận, trách nhiệm là phải để cho người dân được biết người lãnh đạo của chúng ta là ai tiểu sử người lãnh đạo trong cái công cuộc cứu nước này là sự thật như thế nào chúng ta có bổn phận truyền tải những thông tin của chính phủ đến cho người dân để cho người dân biết được tình hình hiện tại và sắp tới đây ngài về của đại tam việt nam cộng hòa đã gần kề để cho tinh thần của người dân thêm phấn chấn và có một cái sức mạnh để cùng với chúng ta chờ đợi ngài chính phủ trở về không xa nữa những người việt nam ở trong quốc nội hãy chuẩn bị tinh thần hãy chuẩn bị một sức khỏe cường tráng đừng lo ngại đừng suy nghĩ tính toan những cái việc mà nó không có dẫn đến những cái kết quả tốt đẹp. Chúng ta hãy giữ gìn sức khỏe của mình để chờ ngày Đức Quốc Công và Quý Đồng Nhiệm đại biểu trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam năm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về cùng nhau vui hưởng Thái Bình tại quê hương và sẽ cùng nhau xây dựng lại đất nước của chúng ta sau khi mà đại tam việt nam cộng hòa đã trở về bây giờ trên cùng với quý anh chị quý anh chị em cô chú bác chúng ta sẽ đọc tiếp bản hiến pháp của đại tam việt nam cộng hòa thì uh, kỳ vừa rồi thì trinh đã đọc xong chương hai uh, sự hình thành chương 2 trong bản hiến pháp có nghĩa là uh, hiến chương thì phải để trinh xem lại cho chính xác cái chữ nó bị mờ quá, chắc có lẽ Trinh phải uh, lội vào trong cái uh, email của mình để mở ra thì đọc rõ hơn. tại ở ngoài Facebook á, mà mình mở ra cái chữ thì nó quá nhỏ, nó không có được lớn như là như nó được không có được rõ như là mình uh, mình muốn. còn nếu mà mình lội vào trong cái uh, trang nhà của mình ở trong cái uh, phần... cái email đó thì uh, chữ lại rất là rõ cho nên mình bắt buộc phải trở vào trong email của mình để lấy cái uh, bản hiến pháp ra và truyền tải với anh chị em cô chú bác thì uh, nếu mà khi mà trinh đọc xong bản hiến pháp thì có đồng nhiệm hay là quý anh chị em cô chú bác nào trong quốc nội muốn lên chia sẻ những cái hiểu biết về uh, đức quốc công tổng thống Đạo minh quân hay là những cái gọi là đường lối chính sách của chính phủ những tương lai của việt nam mà sau khi đệ tam việt nam cộng hòa trở về thì trinh sẽ cùng mời quý anh chị em lên để mà cùng chia sẻ để cùng góp tiếng nói trong cái diễn đàn livestream của thành viên đồng nhiệm chính phủ đệ tam việt nam cộng hòa của chúng ta rồi đây Hôm nay thì Trinh sẽ truyền tải tiếp chương 3.4 Quyền dân ý và truyền thông công lý. Và trước khi mà Trinh đọc cái bản hiến pháp tiếp theo thì Trinh cũng sẽ đọc lại cái khoảng 3.3.9.6 ở cái phần mà trước khi trên trên kết thúc trên kết thúc kỳ kỳ vừa rồi để cho chính xác hơn thì trinh sẽ kiểm tra lại quyền dân ý quyền hành pháp thượng hội đồng quốc gia quy định chính sách trinh trưa đi tới đây mỗi người đại biểu thành viên đồng nhiệm trong chính phủ hiện tại thì chúng ta không có lo ra những cái việc mà của những cái tên đang đánh phá chính phủ đề tam việt nam cộng hòa trên các diễn đàn vì họ là công cụ của cộng sản việt nam họ vô tình hay là cố ý thì cái sự mà ngăn chặn hoặc là bôi nhọ nói xấu chính phủ quốc gia việt nam lâm thời thì cũng là một cái um, coi như là cản bước tiến của chính phủ làm cho người dân xôn xao và không hiểu đâu là sự thật ngỡ ngàng với những cái tin tức mà những kẻ đó đã đưa lên trên cộng đồng mạng nhưng mà thành viên đại biểu của chính phủ thì vững vàng như là kiền ba chân chúng ta biết đến chính phủ và đức quốc công tổng thống đào minh quân vì tổng thống đã có một cái tiểu sử rất ư là rõ ràng. Những cái quá trình đấu tranh của ngài, những giai đoạn từ hơn 30 năm nay, ngài đã đóng góp công sức của mình trong công cuộc đấu tranh. Không có một ai trên cộng đồng mạng hay là ở ngoài đời tại Việt Nam hay là tại hải ngoại, hay nói đúng hơn là trên toàn thế giới này có những người việt nam đã tị nạn cộng sản nhưng chưa có một ai có một cái tiểu sử rõ ràng minh bạch được đăng tải trên cộng đồng mạng cho chúng ta những người việt nam được tự do tìm hiểu và tự tìm đến chính phủ đại tam việt nam cộng hòa và đi theo cái đường lối chính sách của đức quốc công Tổng thống Đào Minh Quân đã vạch ra. Chúng ta trưng cầu dân ý. Vì thấy cái việc mà trưng cầu dân ý nó có ý nghĩa sâu sắc. Là phải trưng cầu dân ý để bầu một vị nguyên thủ quốc gia cho thể chế đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp nối nền đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Và bầu một vị lãnh đạo để ngài đứng ra lãnh trọng trách đại diện cho toàn dân Việt Nam thưa kiện tàu cộng và ngoại giao với các nước đồng minh và Hoa Kỳ cho nên chúng ta đã trưng cầu dân ý để bầu thủ tướng Đào Minh Quân làm tổng thống trong những ngày vừa qua trưng cầu dân ý để cùng với đức quốc công tổng thống đào minh quân triệt hạ đảng cộng sản việt nam và đuổi tàu cộng ra khỏi đất nước việt nam của chúng ta gom góp sức mạnh toàn dân cùng với đức quốc công bằng những lá phiếu tiếp tục và chúng ta vẫn tiếp tục kêu gọi trưng cầu dân ý để có thêm nhiều cái ý kiến của người dân qua lá phiếu trưng cầu dân ý là sẽ ủng hộ tiếp tục cho đức quốc công tổng thống đào minh quân những ngày kế tiếp để ngài công việc tốt hơn để cho thế giới và tất cả những đồng minh bạn bè thấy rằng đất nước việt nam của chúng ta những người việt nam của chúng ta còn có cái lòng yêu nước sâu sắc chúng ta không có bị mất gốc và chúng ta cũng không bị tàu cộng hán hóa hoàn toàn mặc dầu đất nước việt nam của chúng ta những người trẻ trong cái thế hệ ngày hôm nay đã bị hán hóa và đã bị có những cái nhìn nhận sai lệch về lịch sử về truyền thống của ông cha về đất nước việt nam của chúng ta thì sau đây trinh sẽ đọc lại cái phần 12.1.9 trước khi mà trênnh vào cái chương 2.2 chế độ dân ý là ý trời 12.1.9 nước Việt Nam Cộng hòa là chính quyền Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa nước Việt Nam Cộng hòa là chính quyền Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa chấp nhận những nguyên tắc quốc tế, công pháp không trái với sự thật hiện chủ quyền của quốc gia và sự bình đẳng giữa các dân tộc, cố gắng góp phần xây dựng và bảo vệ nền an ninh và hòa bình quốc tế, cùng duy trì phát triển sự liên lạc thân hữu giữa các dân tộc trên căn bản tự do và bình đẳng. Đó là cái mục cuối cùng mà trước khi trên À, tạm thời à, ngưng cái livestream kỳ trước và tiếp theo hôm nay là chương 2.2 chế độ dân ý là ý trời. 1 2.2.1 nguyện vọng của đại đa số nhân dân Việt Nam, quyền lợi tối thượng của dân tộc Việt Nam và căn bản không làm khổ dân phải là nền tảng cho bất cứ một hiến chương hiến pháp, minh pháp, luật lệ nào được ban hành trong tương lai. Thì chúng ta đã thấy trong chưa chương, trong chương 2.2 dưới cái mục 2.2.1 thì chúng ta đã thấy nguyện vọng của đại đa số người dân Việt Nam vì quyền lợi tối thượng của dân tộc và căn bản không làm khổ dân. Thì không làm khổ dân cũng là cái bản hiến pháp. Cái cái tiêu đề của bản hiến pháp Đại Tam Việt Nam Cộng Bào Cộng Hòa mà trước đó Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã công bố trước phái đoàn của Hoa Kỳ có nghĩa là cái những cái người mà chịu trách nhiệm phỏng vấn Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thì Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã nói với họ bản hiến pháp của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa là không làm khổ dân đó là tất cả những cái ý nghĩa trong mọi cái hiến chương hiến pháp minh pháp và luật lệ sẽ được ban hành sau này và hôm nay cũng vậy điều dựa trên cái cơ sở là không làm khổ dân thì bốn chữ không làm khổ dân này nó bao hàm đầy đủ tất cả những ý nghĩa của một chính phủ do dân vì dân chúng ta đã thấy tất cả những cái điều gì mà một chính phủ những người lãnh đạo làm để mà uh, leo lái một đất nước để mà lãnh đạo một cái đất nước của mình đi lên thì phải dựa trên cái cơ sở là vì quyền lợi tối thượng của quốc gia dân tộc vì quyền lợi của người dân trong đất nước của chúng ta đang sinh sống thì uh, cái bản hiến pháp của chúng ta đó thì mà là một cái bản hiến pháp gọi là thuộc về mới mẻ nó bao hàm tất cả cái các cái ý nghĩa mà tốt đẹp cũng có thể nói là một bản hiến pháp có một không hai trên thế giới này vì nó có lại đầy đủ tất cả những quyền lợi đó quý vị vì như vậy và chúng ta cũng có tứ quyền phân lập có nghĩa là bản hiến pháp của đại tam việt nam cộng hòa là tứ quyền phân lập là có tứ quyền phân lập, còn những bản hiến pháp của những cái xứ sở khác thì không có cái uh, tứ quyền phân lập mà họ chỉ có tam quyền phân lập mà thôi. Thì uh, sắp tới đây cũng sẽ tới cái chương phần mà về cái uh, uh, tứ quyền phân lập để chúng ta cùng chia sẻ uh, với nhau về cái uh, cái quyền quyền đó của người dân. Thì bây giờ trên đọc tiếp, chương 2 12.2.2 Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do tiêu biểu ba thế hệ Việt Nam lão niên, thanh niên, trung niên và thanh niên khai sinh ngày 21 tháng 10 năm 1990 tại quận Cam, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Chính phủ này được thành lập có tính cách lâm thời với mục đích đương đầu với cộng sản để giúp dân cứu nước và đã thỉnh nguyện và bầu chọn ông Đào Minh Quân làm thủ tướng ngày 16 tháng 2 năm 1991. Thì trong mục 2.2.2 này cũng đã cho chúng ta thấy rõ ràng bằng chứng cụ thể là chính phủ này đã được thành lập vào những năm 1990 và do ba thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên đã cùng bầu chọn cho người ngài đào minh quân giữ chức vụ thủ tướng chính phủ quốc gia việt nam lâm thời và không phải chỉ nói qua loa hay là chỉ có một vài cái bài viết được phát tán trên cộng đồng mạng hoặc là được chia sẻ trên cộng đồng của thế giới mà chúng ta đã có những bằng chứng thiết thực nhất là những cái video đã được ghi lại từ những nhà báo quốc tế và Hoa Kỳ. Họ đã quay những cái cuộn phim mà có sự hiện diện của Đức Quốc Công, Tổng thống Đạo Minh Quân hôm nay, lúc đó còn là Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm Thời. Khi mà cái ngày lễ để mà 16 tháng 2 năm 1991 đó, ngày lễ mà thủ tướng nhận trọng nhiệm thì có tất cả có mặt tất cả các hội đoàn tổ chức của những người việt tị nạn cộng sản tại à, vùng nam cali và tất cả các vùng lân cận rồi trên toàn thế giới đã tụ tập trở về để mà cùng tham dự để à, diễn kiến đức quốc công tổng thống đào minh quân có nghĩa là để nhìn mặt và để cho biết cái người thủ tướng uh, lâm thời của chính phủ là ai như có những có cái tướng mạo như thế nào vân vân và vân vân và họ cũng tụ hội về để biết được là cái đường lối chính sách chủ trương của chính phủ này là như thế nào đó là cái bằng chứng thiết thực nhất cho nên ngày hôm nay mặc cho những kẻ đánh phá những kẻ tai sai của cộng sản những kẻ vô tình mà đã tiếp tay cho cái thế lực của ngoại bang biết rõ ràng rằng chính phủ này là chính danh hợp pháp là có bằng chứng rõ ràng tất cả chúng ta những người thành viên đồng nhiệm và ngay cả những người ủng hộ chính phủ đã góp lá phiếu trên cầu dân ý bầu tổng thống Đào Minh Quân trong cái thời điểm đầu tiên và ngày hôm nay cũng vậy chúng ta tiếp tục ủng hộ và tham gia chính phủ để chờ cái ngày về của đại tam việt nam cộng hòa và chúng ta sẽ hưởng những cái niềm vui trọn vẹn của đất nước quê hương dân tộc và những người đã cùng góp tâm sức trong cái công cuộc này thì nói cho cùng thì chúng ta phải giữ vững cái niềm tin của mình. Giữ vững cái chính kiến của mình, cái ý niệm của mình từ lúc đầu. Trinh vẫn biết là có rất nhiều những cái thông tin sai lệch đã được truyền tải trên các trang mạng YouTube, Facebook và các những cái người cá nhân làm truyền thông xuyên tạc nói về Đức Quốc công nói về chính phủ quốc gia việt nam lâm thời nhưng chúng ta cũng biết rõ đây là một cái số người vì quyền lợi cá nhân vì những cái tôi quá lớn trọng hơn cái quốc gia dân tộc hoặc là họ là nạn nhân đã bị những cái tên cộng sản lập ra những cái âm mưu để mà lôi kéo vào cái vòng lẫn quẩn để mà lôi kéo làm cái loa để mà phát cái thông tin thất thiệt về chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời về Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân Trinh là một nhân chứng đã đến Cali hơn 3 lần phải nói là ba lần chính xác thì cả ba lần đều được hiện diện đều được gọi là có sự hiện diện tại tư gia của Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân và đã được gặp phu nhân Tổng thống có nghĩa là đệ nhất phu nhân của Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa và trên cũng được biết gia đình của Tổng thống trong đó có phu nhân của Tổng thống đã đóng góp không ít vào cái công cuộc cứu nước này vì bà đã phụ trách cái uh, cái việc mà lo lắng cho gia đình, cho con cái và cho cả cha mẹ hai bên để cho ngài Đức Quốc công Tổng thống Đạo Minh Quân có thời gian rảnh rỗi nghiên cứu về chiến lược và có thời gian để đi uh, giao thiệp với các nguyên thủ quốc gia trong những cái thời gian mà ngài còn ở trong tụ nghĩa đường có nghĩa là khi mà ngài ở trong tụ nghĩa đường thì ngài cũng đã âm thầm để mà viết ra những cái chiến lược để chờ cái ngày mà liên hiệp quốc chính phủ hoa kỳ mời gọi ngài thì lúc đó ngài sẽ đã có được một cái số tài liệu bằng chứng rõ ràng để trình lên cho Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ. Trinh xin đọc tiếp. Mục hai, 2.2.3 hai, Sau khi Thủ tướng đào Minh Quân khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa ngày 16 tháng 2 năm 2018 và được trên 5 triệu đồng bào tại Việt Nam khắp nơi tham gia hệ thống điện toán trưng cầu dân ý bầu làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa Ngài đã tuyên thệ nhận trọng nhiệm ngày 11 tháng 11 năm 2018, trở thành tổng thống nhiệm kỳ 1 đầu tiên của chính thể Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa. Ngài là một vị đại diện hợp pháp chính thức và duy nhất của nước Việt Nam hiện nay nên được hưởng trường hợp ngoại lệ, nhiệm kỳ chỉ chấm dứt sau khi có tổ chức tổng tuyển cử tại Việt Nam để bầu lên tổng thống vào quốc hội nhiệm kỳ 2 thành công. Tổng thống nhiệm kỳ 1 đầu tiên được ứng cử thêm hai nhiệm kỳ. Hai nhiệm kỳ 2 và nhiệm kỳ 3. Có nghĩa là Đức quốc công Tổng thống Đào Minh Quân đã nhận trọng nhiệm tổng thống ngày 11 tháng 11 2018 do 5 triệu lá phiếu của đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới vì cái việc mà cộng sản Việt Nam đã bán nước Việt Nam cho Tàu cộng cho nên chúng ta phải ủng hộ để bầu ra một vị tổng thống cho đất nước Việt Nam. Một vị tổng thống này sẽ đại diện cho toàn dân để lập ra những cái đường lối, chủ trương và gặp gỡ với các nước trên thế giới bàn luận về chứng sự và những cái việc gọi là trao đổi với Liên hiệp quốc, Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Thì trong cái thời điểm này khi mà Đức quốc công tổng thống Đạo Minh Quân đang hy sinh thì cũng có thể chúng ta nghĩ là Đức quốc công đang chiến đấu trên cái chiến trường cho nên không thể coi đây là một cái nhiệm kỳ gọi là hưởng những cái quyền lợi có nghĩa là khi mà một tổng thống trong một nước sở tại được người dân bầu ra thì người ấy đã có tất cả những cái quyền hạn những cái điều kiện cần thiết trong một xã hội trong một đất nước và những cái người dân trong đất nước này phải nhất nhất tuân theo những cái điều luật mà vị tổng thống và uh, quốc hội đề ra trong khi trong thời điểm hôm nay đức quốc công tổng thống đào minh quân phải đối diện với rất nhiều những cái khó khăn những kẻ thù tiềm ẩn đang ẩn núp ở xung quanh ở xa hơn một chút thì là cộng sản việt nam trung cộng thì chúng cũng lập ra những cái mạng lưới để mà chống trả với chính phủ quốc gia việt nam lâm thời đại tam việt nam cộng hòa một cách mãnh liệt chúng dùng đủ cái thủ đoạn để mà đánh phá cá nhân của một vị tổng thống đang đương nhiệm và đang cống hiến cái tâm sức của mình cho cái công cuộc giải thể tà quyền cộng sản tại việt nam và đuổi tàu cộng xâm lược ra khỏi đất nước cũng có thể nói đức quốc công và gia đình của tổng thống và cả cái chính phủ đệ tam việt nam cộng hòa chưa có một thành viên đồng nhiệm một tướng lãnh nào trong chính phủ và ngay cả vị tổng thống đương nhiệm cũng không có một cái quyền lợi nào trong cái chính phủ này cho nên cái giai đoạn này được nhìn nhận là một giai đoạn đang kháng chiến và đang đối đầu với kẻ thù của chúng ta là Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam. Thì lấy cái uh, cái tinh thần mà ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn của dân dân Việt Nam và dân tộc Việt Nam, chúng ta đã gọi là uh, thành lập ra một cái một cái chương một cái mục trong đó thì đã ghi nhận công lao của đức quốc công tổng thống đào minh quân và đã có những cái gọi là ngoại lệ để uh, gọi là khuyến khích biết ơn một vị lãnh đạo đã vì cái đất nước quê hương dân tộc mà hy sinh hơn 30 năm cho cái công cuộc cứu nước này đây là tất cả những gì mà quốc dân đồng bào Việt Nam, những thành viên đồng nhiệm, những đại biểu trong chính phủ đã đồng thuận với nhau để lập ra cái bản hiến pháp có một cái quyền lợi, một cái gọi là ân điển cho cá nhân Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân trong cái mục 2.2.3 này thì chúng ta thấy nó rất là có cái ân nghĩa có cái ân nghĩa và có cái văn hóa truyền thống của những người không quên ơn những người mà đã cứu giúp chúng ta nói chung là dân tộc việt nam mặc dù đức quốc công tổng thống đạo minh quân không có đòi hỏi gia đình của ngài không có đòi hỏi dân tộc việt nam cũng có một câu là thi ân cầu báo nhưng mà chúng ta đã mang ân thì phải biết đền ơn chúng ta chưa đền ơn ngài được cái gì cả chỉ có bản hiến pháp đệ tam việt nam cộng hòa này một phần nhỏ trong đó để ghi nhận công lao của đức quốc công và gia đình của ngài mà thôi thì chúng ta thấy rất là xứng đáng bởi vì nếu như chúng ta để cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân phải chịu những cái mà mắng nhiếc mạ lị phỉ bán của những kẻ vô tâm, vô tình và không có cái sự suy xét sâu sắc thì hóa ra chúng ta là những kẻ vô tình, vô ân, vô nghĩa hay sao? Thì như vậy thì trên các nghĩa sơ, sơ lược mà thôi. Ở đây chúng ta tiếp tục. 12.2.4 Quốc hội khóa 1 Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa do Tổng thống chủ tọa với 1.700 với 1.070 đại biểu thay mặt cho trên 5 triệu cử tri quyết định. Khoảng 2.2.4.1 Quốc gia Việt Nam theo thể chế Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa tên nước là Việt Nam Cộng Hòa với tứ quyền phân lập. Khoảng 2.2.4.2 Quyền hành pháp do Tổng thống chịu trách nhiệm lãnh đạo. Khoảng 2.2.4.3 Quyền lập pháp thuộc về Quốc hội lập hiến và Quốc hội lập pháp. Điều 2.2.4.3.1 Quốc hội khóa 1 do Tổng thống Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa triệu tập và là lập hiến. Điều 2.2.4.3.2 Quốc hội lập pháp sẽ do Tổng thống nhiệm kỳ 2 triệu tập. Khoảng 2.2.4.4 Quyền tư pháp do tối cao pháp viện trách nhiệm. Khoảng 2.2.4.5 quyền dân ý do truyền thông công lý và nhân gian truyền khẩu. Khoảng 2.2.4.6 Quốc hội Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa nhiệm kỳ 1 Ấn định 5 điều Điều 1 Việt Nam theo thể chế Việt Nam Cộng Hòa Điều 2 Quốc kỳ Việt Nam là cờ vàng ba sọc đỏ Điều 3 Quốc ca Việt Nam là bài tiếng gọi thanh niên. Điều 4. Quốc khánh Việt Nam là ngày 16 tháng 2. Điều 5. Thủ đô Việt Nam Cộng Hòa là Sài Gòn. Thì qua những cái đề mục, những cái khoảng và những cái chương đều thì chúng ta đã thấy rõ ràng chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa có một bản hiến pháp rất minh bạch đã nói rất là rõ thể chế việt nam cộng hòa trong cái điều thứ nhất nước việt nam của chúng ta sẽ theo cái thể chế việt nam cộng hòa chứ không có theo cái chế độ cộng sản hay là quân chủ lập hiến ở đây những người mà có những cái suy nghĩ lệch lạc hay là không có rõ thông tin hay là không hiểu về hiến pháp của đệ tam việt nam cộng hòa thì xin hãy nghe chúng tôi đọc và giải thích hoặc là với quý vị hãy tự đọc để biết rõ những khoản chương và điều lệ trong cái bản hiến pháp đệ tam việt nam cộng hòa đã có ghi rõ trong bản hiến pháp của đệ tam việt nam cộng hòa không có chương mục hay điều lệ nào nói về quân chủ lập hiến thì xin rằng trên xin rằng những người việt nam của chúng ta nếu như chưa hiểu rõ thì hãy đi tìm hiểu cho thấu đáo chứ đừng có nghe theo một cái số đông người những cái nhóm người nhốn nháo để gọi là truyền tải thông tin sai lệch có nghĩa là cũng có thể họ đã truyền tải một cách gọi là um, ta nói là tam sao thất bổn đó quý vị thì cũng có thể lắm bởi vì mỗi người thì cái cách truyền tải khác nhau và khi mà chúng ta bị thiếu một cái chữ nào đó trong một cái câu hay là một cái phần để mà nói về một cái điều nào đó thì cũng có thể nó bị sai lệch một người truyền tải với nhau và hai người ba người thì đến ba người có thể là nó bị sai, sai sót. Cho nên nếu mà muốn chắc chắn thì phải tự mình đi tìm hiểu cho thấu đáo, hoặc là chúng ta tin tưởng một người nào đó có vẻ như là tuyệt đối thì chúng ta cũng có thể là hỏi ý hay là hỏi ý kiến người đó để để nhờ người đó giúp ý kiến, giúp chia sẻ hay là giúp giải thích cho chúng ta được hiểu rõ ràng hơn. Thì đây hôm nay Trinh đã à, đọc hết cái à, phần của chương 2.2, thì à, Trinh sẽ xem xét coi coi có quý vị nào ở trong à, chính phủ có muốn lên để mà chia sẻ thì Trinh sẽ mời. Bây giờ Trinh sẽ mời một vị để cùng lên chia sẻ những cái điều mà vị này nhận biết trong chính phủ như thế nào xin xin chào quý anh chị em cô chú bác trên diễn đàn một lần nữa xin sẽ gọi nhé và nếu như đồng nhiệm có rảnh thì đồng nhiệm hãy hãy để một cái uh, cái dấu hiệu thì trinh sẽ mời bây giờ trước khi mà trinh mời uh, đồng nhiệm thì trinh cũng xin quý anh chị em cô chú bác chúng ta uh, nghe một bài thơ của đức bất công tổng thống đào minh quân do một giọng ngâm của một vị ở trong quốc nội cũng đã gửi tâm tư cho chúng ta qua một cái bài thơ này. Trinh sẽ mở một cái bài thơ có tên là Phá Tam Giang để chúng ta cùng nghe. Bài thơ này Đức Quốc Công Tổng thống Đậm Quân đã viết năm 1972 cho đến ngày hôm nay thì nó vẫn còn ở trong cái ký ức và trong cái uh, của chúng ta trong cái đời sống của chúng ta nó vẫn có 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 ý nghĩa xin mời quý vị cùng nghe nhé Qua phá Tam Giang, bài thơ Qua phá Tam Giang mùa năm quan phá Tam Giang Bạc and nghe bài qua phá tam gian cho quý vị rất là hay và có ý nghĩa và buồn vì đời lính thì những cái này đó thì những cô những chú trong chúng ta nghe thêm một bài nữa nha quý vị bài thơ tuyến đầu của nam quân của dạ thì trinh được biết là mạng rất là yếu mạng thì hôm nay là thứ bảy cho nên có rất là nhiều người họ không có đi làm họ thì họ đã ở nhà và họ đã dùng cái mạng internet cho nên internet của chúng ta nó không có được tốt lắm thì nó vẫn có những cái gọi là gián đoạn thì bây giờ trinh cũng xin góp cái phần ngâm thơ của đức quốc công tổng thống đào minh quân để cùng chuyển tải những cái tâm sự của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân trong thơ văn của Ngài qua bài thơ sang mùa. Em đứng đó nhìn tôi buồn vời vợi kiếm gác trời tây dáng tù đài một đàn chim nhỏ kêu rời rạc một cánh trùng dương rủ nhau bay hết Nam rồi Bắc rồi đâu nữa còn nhớ tiếng kêu để gọi bay hay là lạc lòng chim âu lạc thế thảm đời trai một gã sai sai tình sai nợ sai men rượu sai giấc nam kha giấc mộng ngày âu tháng bảy mưa ngâu lệ chia cắt ta rồi tuổi thơ ngày một bên đầu bạc con tim đỏ bên mái đầu xanh mắt kéo mây trường giang sống dụ như vô tận trong anh mắt em lúc rơi đầy trong ly rượu cạn cơn đau tuổi đẹp khúc sang mùa vẫn còn đây Nam quán đầu thu năm 1999 thì đây là bài thơ sang mùa mà đức quốc công tổng thống Đào Minh Quân đã viết năm 1999 chúng ta cùng phân tách cái bài thơ này nhé quý vị vì bài thơ rất có ý nghĩa và ngay cái hiện trạng đất nước, nước ngày hôm nay trong cái công cuộc đấu tranh của chúng ta chúng ta vẫn còn thấy rất nhiều đâu đó những người trẻ những người già có khi họ cùng chung cái lý tưởng với nhau họ cùng chung chí hướng với nhau và họ cũng cùng chung trên con đường đấu tranh vì quốc gia dân tộc nhưng cũng có không ít người. Họ đã lớn tuổi, họ đã có tuổi, trái tim vẫn còn đỏ, đỏ thắm. Nhưng mà sức khỏe đã không cho phép để đi tiếp trên cái đoạn đường đấu tranh vì quốc gia dân tộc. Cho nên có một số đã bỏ cuộc. Có một số vẫn tiếp tục theo đuổi nhưng mà họ đấu tranh theo cái đường lối chính sách không có khả thi, khả dụng, không có một cái kết quả, không có một tương lai tốt đẹp cho cái đường lối chính sách của họ. Còn ngoài ra thì đường lối chính sách của Đức Quốc công Tổng thống Động quân thì chúng ta tất cả những người Việt Nam chân chính đều có thể tham gia và cũng đều có thể kiên trì nhẫn nại để chờ cái ngày chúng ta thành công vì cái công cuộc đấu tranh và đường lối chính sách của chính phủ đại tam việt nam cộng hòa là việc cộng bỏ cộng còn việc việc không giết việc chúng ta chỉ có việc đạp mặt hồ chí minh và mao trạch đông trên tờ giấy có hình của hồ chí minh và mao trạch đông nếu như mà chúng ta có hình một bàn chân đạp trên hai cái hai cái mặt của Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông thì chúng ta làm. Còn nếu như chúng ta không có thì chúng ta chỉ việc lấy cái tờ tiền có hình của Hồ Chí Minh để mà gạch chéo thì cũng có ý nghĩa là chúng ta đã vạch rõ cái ranh giới cái tư tưởng, cái chính kiến và cái lập trường chính trị rõ ràng minh bạch của chúng ta là không chấp nhận tên hồ chí minh trong cái đất nước việt nam của chúng ta không chấp nhận tên hồ chí minh trong thành phần của người việt nam yêu nước chân chính của chúng ta bởi vì chúng ta đã biết rất rõ hồ chí minh không phải là người việt nam cho nên cái việc mà chúng ta gạch mặt đạp mặt hồ chí minh và mao trạch đông là một cái việc làm đúng đắn là một cái việc làm mà thể hiện cái tinh thần cái nhận thức rõ ràng của người việt nam của chúng ta một cái nhận thức nó có cái tầm mức thiên về quốc gia dân tộc và thiên về trí tuệ và trí huệ nó không ảnh hưởng gì đến cái gọi là trình độ văn hóa nếu như chúng ta không được đi học đến nơi đến chốn chúng ta không có bằng cấp cử nhân chúng ta không có bằng cấp kỹ sư bác sĩ nhưng chúng ta đã nhìn được sự việc lịch sử đã trải qua tên hồ chí minh từ khi đến đất nước của chúng ta đã tạo ra biết bao nhiêu cái thảm cảnh thảm trạng chiến tranh và tiến vào cướp miền Nam Việt Nam. Giết hại những trẻ thơ trong lúc đang đến trường đi học như là đã pháo kích vào trường Cái lạy. Chúng cũng đã giết biết bao nhiêu người dân, những nhân sĩ trí thức trong cái công cuộc cải cách ruộng đất của Hồ Chí Minh năm 1945-54. Và chúng đã giết bao nhiêu ngàn người trong cái trận Mậu Thân năm 1968, trong cái Tết Mậu Thân Kinh Hoàng đó, thì chúng ta cũng đã nghe trên các đài truyền thông, lịch sử đã ghi nhận, phim ảnh, tài liệu vẫn còn đó. Thì không thể nào nói, chúng ta không nhìn được. Nếu như chẳng may chúng ta bị mù, thì tai của chúng ta vẫn còn nghe được những thông tin những tiếng súng nổ rền, bom đạn dày xéo quê hương đất nước. Chúng ta vẫn còn nghe được những cái bản tin phát ra từ cái đài truyền thông của cộng sản sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Chúng hô hào cướp miền Nam Việt Nam. Thì chúng ta cũng đã biết cái thành phần trong Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng và đảng cộng sản quốc tế nói chung là một cái đảng chỉ biết cướp và cướp và sau đó chúng ta là những nạn nhân đã trực tiếp sống trong cái chế độ cộng sản độc tài cai trị cuộc sống khổ sở thiếu thốn nghèo nàn đối lạnh và không có tự do nhân quyền không có quyền đi bầu cử chỉ có những cái tên tuổi của những tên Cộng sản đã được viết sẵn trong các cái tờ gọi là phiếu trong những cái năm đầu tiên mà chúng ta được nói là đi bầu. Nhưng mà đảng cử dân bầu, những cái danh từ đó, những cái ngôn từ đó chúng ta vẫn còn nghe văn vẳng. Có nghĩa là chúng ta đã thuộc lòng, chúng ta đã quá hiểu cái chế độ Cộng sản độc tài cai trị này cho nên không cần chúng ta phải có đến trường để được đi học có một cái bằng cấp cao học rồi chúng ta mới biết nhận thức đúng sai thiện ác chính ta bằng chứng là những cái người những cái kẻ mà đang có trong tay những cái bằng cấp cao học những cái bằng tiến sĩ kỹ sư những cái bằng bác sĩ hay nói đúng hơn cao hơn nữa là những cái người mà đang giữ những cái gọi là bằng cấp cao ngất ngưỡng là những người mà chế biến sáng chế có nghĩa là những cái khoa học gia đó quý vị thì những cái sự cống hiến cho đất nước quê hương dân tộc việt nam của chúng ta họ đã làm gì để cho chúng ta nhìn thấy và nhận định và hãnh diện những người việt nam của chúng ta ở tại hải ngoại hay là ở trên đất nước việt nam trên toàn thế giới này có cái lòng yêu nước thiết thực như đức quốc công tổng thống đào minh quân hay không chúng ta không tìm ra ai cả tuy rằng chúng ta cũng có những cái hãnh diện gọi là ăn theo những khoa học gia, những người hậu duệ của Đệ Tam, Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa, xin lỗi, đã có những cái chức vụ cao trọng trong cái quân đội của Hoa Kỳ, vân vân và vân vân. Hy vọng rằng những người này sẽ góp phần vào cái công cuộc giải thể tà quyền cộng sản và giúp đỡ cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của đức quốc công tổng thống đào minh quân trở về nước nhanh nhất và an toàn nhất vì nếu như những vị này đã có chức vụ trong cái hàng ngũ quân đội của hoa kỳ thì đương nhiên họ phải làm cái bổn phận trách nhiệm mà xứ sở tại đã trao cái trọng trách cho họ họ đã là công dân của hoa kỳ nhưng thực chất gốc gác của họ vẫn là người Việt Nam. Chúng ta cũng có một cái hy vọng nho nhỏ về họ. Nhưng mà đương thời mà chúng ta nhìn thấy rõ ràng nhất chính là chính phủ quốc gia Việt Nam Lâm thời đại tam Việt Nam Cộng hòa do Đức Quốc công đang lãnh lãnh đạo và chúng ta là một trong những thành viên đã gia nhập làm cái công tác truyền tải thông tin của chính phủ đưa tiếng nói của người dân đến với những người dân Việt Nam trên toàn thế giới chia sẻ thông tin của chính phủ đường lối chính sách nhân đạo việc cộng bỏ cộng còn việc việc không giết việc và đưa những cái tin tức từ văn phòng thường trực chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đến cho người dân được biết khi chúng ta so sánh thì chúng ta đã thấy rõ ràng những vị đó đang làm cái công tác cho xứ sở tại, họ không có thời gian để đóng góp trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và họ cũng không có ra mặt để kêu gọi trên cầu dân ý để ủng hộ Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân cho nên chúng ta hãy chờ đợi cái sự đóng góp của họ để rồi chúng ta sẽ uh, gọi là ăn theo họ, ví dụ như là chúng ta thấy họ thành công trong một cái lĩnh vực nào đó thì chúng ta uh, cũng uh, cũng hãnh diện, cũng hãnh diện vì có người Việt Nam đã làm nên danh tiếng ở trên thế giới này. Nhưng sự thật, những cái danh tiếng đó, chúng ta chỉ ăn theo mà thôi. Còn cái công cuộc giải thể tà quyền cộng sản này do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang lãnh trọng nhiệm mới là một cái giai đoạn và một cái hành động thiết thực nhất để giải cứu quê hương dân tộc của chúng ta thoát khỏi họa hán hóa chiến tranh tàn phá do Trung Cộng gây ra. Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã phải chịu những cái quan uổng vì chính những người Việt Nam đã vô tình tiếp tay cho giặc bằng những cái ngôn từ mà thiếu hiểu biết, thiếu trách nhiệm hoặc là chỉ vì cái lòng đố kỵ cá nhân mà thôi khi mà chúng tôi những thành viên đồng nhiệm trong chính phủ đã trực tiếp gặp ngài đức quốc công tổng thống đào minh quân được ngài huấn giáo chỉ dạy trong những cái buổi mà đi uh, du huấn chúng tôi gọi là du huấn ba lần đến tụ nghĩa đường đến cali triệu thị trinh chưa từng có một cái gọi là hưởng thụ hay là chúng ta có những cái buổi tiệc linh đình để mà ăn chơi xa đọa hay là xa xỉ chỉ có những bữa cơm gia đình cùng với nhau sau khi đã được đức quốc công tổng thống đạo minh quân à, huấn thị có nghĩa là ngài tụ hội lại và ngài huấn thị cho các đồng nhiệm giới chức đến ngày cuối cùng trở về pháp hoặc là các vị đại biểu giới chức trở về các nước mà họ đang sinh sống chúng tôi vẫn ngồi để nghe đức quốc công thuyết giảng nói về những cái sự việc lịch sử đã xảy ra đức quốc công đã dẫn chứng đã đưa ra những cái bằng chứng lịch sử và ngài đã đưa ra những cái gọi là thiết thực nhất cho chúng ta thấy tất cả những cái điều mà ngài đã học hỏi ngài đã hiểu biết ngài đều truyền tải lại cho quý giới chức đồng nhiệm của mình và sau đó là những câu hỏi thì ngài muốn gọi là test test những đồng nhiệm hay là muốn uh, hỏi để xem những giới chức đồng nhiệm này có hấp thụ được những cái việc mà ngài truyền tải hay không thì mỗi người ngài đều có những cái câu hỏi để biết được trình độ của ngài này một cách gọi là rất là uh, ngài rất là gọi là có cái uh, sự mà uh, nhảy nói là như thế nào ha À, tế nhị đúng rồi Trinh đã dùng được cái uh, Trinh đã tìm được bởi vì uh, trong cái cuộc sống nó có nhiều cái việc mà nó chi phối chúng ta cho nên những cái uh, từ ngữ mà khi mà chúng ta muốn nói nó cũng biết mất nó quên mất rất là tế nhị quý vị cho nên đức quốc công tổng thống đào minh quân lo trăm công nghìn việc từ việc nhỏ đến việc lớn từ việc mà phải hướng dẫn cho các đại biểu giới chức thành viên của mình từ những người mà khác cái trình độ với nhau khác cái sự hiểu biết với nhau thì quý vị có thấy một người thầy nào trong cái xã hội mà từ khi chúng ta nhận biết được có những cái học trò hay là những người theo để mà uh, học hỏi về đạo hạnh nó có đủ hết các các tầng lớp hay không quý vị có đối với những cái người mà truyền giáo những người truyền giáo mà thôi còn ở trong tận tường cái lịch sử việt nam xảy ra như thế nào cuộc chiến giữa bắc việt và việt nam cộng hòa tại sao lại xảy ra những giai đoạn và đồng minh của chúng ta đã áp dụng những cái chiến lược như thế nào và sau khi chúng ta đã ra hải ngoại, tị nạn cộng sản, sự hình thành của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời bắt nguồn từ đâu, lý do nào và do ai đứng ra để mà thành lập. Chúng ta đều có những cái sự hiểu biết do Đức Quốc Công, Tổng thống Đạo Minh Quân đã huấn thị thêm cho chúng ta. Nếu như chúng ta chỉ tìm những mạng Facebook thì chúng ta chỉ biết có một phần mà thôi. Còn nếu như chúng ta đã gặp được Đức Quốc công Tổng thống Đạo Minh Quân thì chúng ta học được rất là nhiều. Chúng ta được học về tâm đạo, chúng ta được học cách đối xử, sự nhân, đối nhân xử thế. Chúng ta học được những cái bài học qua những cái sự gọi là cái uh, tiểu sử của Đức Quốc công Tổng thống Đạo Minh Quân. Ngài đã trải qua biết bao nhiêu những cái khổ nhục. Khổ nhọc, khổ nhục. Vì như chúng ta đã thấy đó, ngày hôm nay Ngài đã đứng ra nhận trọng nhiệm tổng thống, nhưng vẫn còn một số người vì cái tự do ngôn luận, lợi dụng quyền tự do ngôn luận, mà chỉ trích, chỉ trích thì đã đành họ không hiểu chiến lược của chính phủ thì đã đành họ mạ lị phỉ bán một cách không thương tiếc họ không có nghĩ là đức quốc công tổng thống đào minh quân đã hy sinh cho công cuộc bao nhiêu năm nay họ không nhìn lại cái thời gian mà họ đã tham gia hay là đã đóng góp cho cái công cuộc giải thể tà quyền cộng sản này được bao nhiêu ngay cả Triều Thị Trinh và quý giới chức đồng nhiệm trong chính phủ đã đóng góp, đã góp tiếng nói, đã vào FCC, đã tham gia chính phủ trong vòng 4 năm nay thì chúng ta đã làm được gì cho công cuộc giải thể tà quyền Cộng sản? Chúng ta đã hy sinh những gì trong cuộc sống của chúng ta? Nhìn lại đi và hãy so sánh với cái sự hy sinh của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Những cái điều sỉ nhục từ những người thiếu hiểu biết, từ những kẻ ganh tị, ganh ghét và bị dẫn dắt theo cái chiều hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng đang phá hoại, cũng như Trung Cộng đã và đang phá hoại đất nước Hoa Kỳ do Tổng thống Donald Trump đang lãnh trọng nhiệm tổng thống tại nhiệm đất nước hoa kỳ là một đất nước thượng tôn pháp luật có kỷ cương và có những cái luật lệ rất rõ ràng nhưng chính đích thân của tổng thống donald trump cũng bị biết bao nhiêu sỉ nhục và khó khăn do chính người dân của ông gây ra những người dân mà bị phe đối lập kích động mua chuộc và xô đẩy vào một cái hố sâu tội lỗi tội mà trong cộng đồng ngoại lệ cộng sản biết rõ ràng đức quốc công và chính phủ đề tam việt nam cộng hòa có ảnh hưởng rất lớn đối với cộng sản và trung cộng cho nên chúng đã ra sức đánh phá bằng cách mượn dao giết người. Bằng cái chiến lược của chúng là dùng củi đậu nấu đậu. Từ hơn 80 năm nay, chúng đã dùng cái chiến lược này, cái âm mưu này để mà triệt hạ chúng ta. Dùng bàn tay, dùng tiếng nói của người dân Việt phản bác lại những người đấu tranh yêu nước chân chính, những vị nguyên thủ quốc gia, những thể chế tự do đã đem ánh sáng công lý, công bằng cho xã hội Việt Nam trước năm 1975. Và hôm nay là Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa. Chính phủ Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa đã thảo ban hành một cái bản hiến pháp vô cùng giá trị cho chúng ta những người trẻ trong tương lai sẽ có những cái triển vọng rất tốt đẹp bằng cái khả năng kinh nghiệm của mình những người trẻ có thể tiến lên gọi là à, lập ra cái công trạng và những cái à, thành công trong cái cuộc sống của mình giống như nước hoa kỳ khi mà các em học đến trung học, học tiếp thì các em sẽ trở qua học nghề và đi làm. Và các em cũng có thời gian để học thêm để lấy bằng cao học. Học qua chương trình nét như các nước tân tiến, Hoa Kỳ để các em trở thành những kỹ sư tương lai, những bác sĩ tương lai trong xã hội. Có một cái đời sống một kinh nghiệm gọi là vượt bực. Có nghĩa là các em đang là công nhân nhưng các em vẫn có thể học tiếp để lên cao học. Trong vòng vài năm, nếu các em chịu khó thì các em cũng sẽ có thể trở thành những người bác sĩ, kỹ sư sau đó. Giống như cái tình trạng mà của đất nước Hoa Kỳ đang họ đang áp dụng. Trinh à, nhớ lại là những người chị của mình đã đến Hoa Kỳ trong những năm sau năm 1975. Các chị phải đi làm thuê, đi làm bồi bàn, đây đi làm vệ sinh cho những cái công xưởng. Nhưng mà các chị vẫn dành thời gian để học tiếp chương trình của Hoa Kỳ qua những cái gọi là tài liệu được gửi về, gửi về nhà để mà học ở tại nhà. Và sau đó các chị đã thành công đã trở thành những kỹ sư và rất nổi tiếng. Sau đó thì các vị đã sống có một cái đời sống rất đầy đủ, nhà cửa, xe cộ không thiếu thốn thứ gì cả. Có nghĩa là các vị đó đã trở thành những người mà uh, trong cái thành phần mà thượng tầng của xã hội. Thì cho chúng ta thấy điều gì? Xã hội Việt Nam sau khi Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa trở về, thì tương lai của giới trẻ và đất nước Việt Nam sẽ có những cái người nhân tài của xã hội Việt Nam được trọng dụng. Có nghĩa là tài ba của các em không có bị kìm kẹp bởi một cái điều kiện nào cả. Ví dụ như ngày hôm nay có những em rất thông minh, nghe thì nhớ, Nghe đâu nhớ đó. Nói cái gì thì hiểu cái đó. Có thể phát minh ra những cái chiếc máy mà để uh, tận dụng trong nông nghiệp. Nhưng mà các em không có điều kiện để đến trường. Các em không có một cái bằng cấp nào cả. Cho nên đối với xã hội và đối với cái gọi là chấp bu của Cộng sản Việt Nam giá trị nào cả tên tuổi của các em không ai biết các em cũng chỉ là những người làm nông tay lắm chân bùn cho nên chúng ta hãy ủng hộ để đệ tam việt nam cộng hòa sẽ trở về mau nhất trong hòa bình vì nếu đệ tam việt nam cộng hòa trở về mà do hoa kỳ ủng hộ mà không có sự ủng hộ của người dân thì chúng ta biết cái điều gì sẽ xảy ra nội loạn sẽ nảy, nảy, nảy ra sẽ xảy ra như như bao nhiêu cái cuộc chiến sau cuộc chiến đã có những cái gọi là hệ lụy để lại có nghĩa là những người chưa hiểu biết về thể chế Việt Nam Cộng Hòa sẽ bị Cộng sản tiếp tục nhồi nhét và kích động cho nên chúng tôi những thành viên đồng nhiệm đại biểu trong chính phủ những cái giờ khắc mà chúng tôi có được sẽ truyền tải thông tin của chính phủ giải thích cho các vị được biết về đức quốc công tổng thống đạo minh quân vị lãnh đạo sẽ trở về đất nước việt nam kiến thiết lại cái xã hội việt nam tốt đẹp và thể chế việt nam cộng hòa sẽ mang đến cho người dân việt nam của chúng ta những quyền lợi mà về y tế về xã hội học đường về an sinh có nghĩa là người già hay là những người tàn tật đều được nhà nước giúp đỡ chính phủ giúp đỡ với những cái giống như là ở pháp này chẳng hạn những người tàn tật thì họ được toàn những cái quyền lợi gọi là một trăm phần trăm hết tất cả họ đi xe cũng có xe dành cho người tàn tật và những cái nơi chốn mà họ đến nơi công cộng đó thì cũng dành riêng cho người bị tàn tật đặc biệt và họ đến những cái nơi mà làm việc công quyền đó thì họ cũng được tiếp đãi một cách đặc biệt có nghĩa là ưu tiên một cho nên chính phủ sẽ áp dụng những cái quyền lợi này cho người dân đất nước của chúng ta các vị thấy các nước tư bản có những cái gì tốt đẹp thì đất nước việt nam của chúng ta sẽ có cái đó và còn có hơn thế nữa vì đất nước quê hương dân tộc của ta là thông minh à, từ trong cái à, nguồn gốc rồi và chúng ta cũng có à, gia tài của mẹ để lại đó là mỏ dầu lớn nhất thế giới thì khi mà đại tam việt nam cộng hòa trở về chúng ta sẽ mời các nước phương tây đến để cùng với à, chính phủ khai thác và sẽ có những cái nguồn lợi để mà giúp đỡ cho người dân có nghĩa là chúng ta sẽ chia ra hết tất cả cho những người dân ở trong cái đất nước của chúng ta các vị đã thấy những cái nước giống như là có dầu hỏa tại Dubai hay là các nước Ả Á Rập Ả Á Rập đó quý vị họ là cái một cái nước nóng cho nên họ ít có làm việc lắm vì nó rất là nóng nó rất là hao hụt calorie cho nên à, à, chính phủ của họ đó chỉ dùng cái tiền mà dầu bán được đó chia cho người dân của họ sống giúp đỡ cho người dân của họ những cái an sinh những cái lương thực vân vân và vân vân để mà họ sống qua ngày thì như vậy họ cũng sống một cái cuộc sống rất là thanh nhàn không có lo lắng không có phải sự đói khổ và chúng ta tiếp tục À, để mà phân tách cái bài thơ này em đứng đó nhìn tôi buồn vời vợi câu này thì theo trinh nghĩ đó thì đức quốc công nói về cái đất nước dân tộc việt nam của chúng ta đang phải trố mắt nhìn ví dụ như thời mà đức quốc công tổng thống đào minh quân chưa có phát động cái chiến dịch mà trưng cầu dân ý đặt mặt hồ chí minh thì cũng có những cái phong trào việt nam tân dân chủ được thành lập nhưng mà chưa có những cái thành công gọi là thấy rõ ràng chưa có cái sự giúp đỡ cho người dân trong nước có nghĩa là ngày hôm nay là cái ngày mà chúng ta thấy rõ ràng nhất còn những ngày đó những cái sự giúp đỡ thì nó không có thấy rõ ràng vì bị cộng sản việt nam nó giấu giếm thông tin hết tất cả cho nên người dân trong nước không có thấy gì Những cái sự giúp đỡ của nước ngoài Và của Đức Quốc Công, Tổng thống động Quân Tuy rằng Ngài đã trích ra một cái số uh, tiền rất lớn Để uh, giúp đỡ cho 17 trại tị nạn Ở những cái vùng Đông Nam Á Những người Việt Nam tị nạn Cộng sản đó Nhưng mà ở những người trong nước thì sao quý vị? Đau khổ nhưng mà không biết làm cách nào Thì Đức Quốc Công chỉ có thấy những cái đôi mắt nhìn ngài buồn vời vợi mà thôi không biết làm cách nào hơn không có đường lối chính sách để đấu tranh đó là nói về những người ở trong quốc nội không có đường lối đấu tranh gì cả và ngay cả những người ở hải ngoại nữa rồi trinh lấy cái uh, cá nhân của mình để mà làm cái bằng chứng là những ngày mà trinh chưa được gặp đức quốc công tổng thống đạo minh quân và chính phủ quốc gia việt nam lâm thời thì tâm hồn rất là rất là đau khổ, một bữa ăn không trọn vẹn, vì chúng ta nhìn thấy cái hiện tình của đất nước, vì chúng ta thấy những cái cảnh đời khổ sở của người dân trong nước, ở trên các cái trang uh, cộng đồng mạng Facebook, YouTube, thì đây cái uh, cái câu này cũng có ý là nói em đứng đó nhìn tôi buồn vỡ, với... nào không có một cái lối thoát cả. Và Trinh nếu như không gặp được Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thì Trinh cũng rất là đau khổ vì không có một cái tổ chức hay là cá nhân nào đứng ra để có những cái đường lối chính sách thật đúng đắn, rõ ràng dễ hiểu để cho chúng ta tham gia và cống hiến Tây dáng tù đài thì cũng có nghĩa là Uh, kiếm gác trời tây thì uh, ngài thì đang ngoại có nhiều người đang ở hải ngoại nhưng mà kiến thức hay là những cái uh, chỉ là những cái vốn để đó mà thôi chứ không làm gì được cả những cái vũ khí của chúng ta thì không có dùng được có nghĩa là không có cơ hội để mà dùng cúp điện rồi. Thì chúng ta chúng ta nhận thức trong cái câu của ngài đã nói. Một đàn chim nhỏ kêu rời rạc. Một đàn chim nhỏ kêu rời rạc thì cũng có ý nói là chúng ta những tổ chức hội đoàn, những người Việt quốc gia tị nạn cộng sản ở hải ngoại bị chia ra từng từng hội đoàn nho nhỏ, từng nhóm, từng tổ chức nho nhỏ, một đàn chim nhỏ kêu rời rạc, chúng ta không có đoàn kết lại với nhau được. Trên toàn thế giới này có biết bao nhiêu là người Việt Nam tị nạn cộng sản, nhưng mà có một cái gọi là uh, bắt tay với nhau cộng sản. Một cách trùng dương rủ nhau bay một cách trùng dương rủ nhau bay thì cũng có có ý nói những người Việt Nam ở trong đất nước Việt Nam nhưng mà mơ vọng ngoại bởi vì họ muốn vượt trùng dương nước ngoài thì vượt biên ra hải ngoại và cũng có biết bao nhiêu sinh mạng đã chết khi mà vượt biển vượt biên những cái đàn chim thì đã vượt trùng vương đã vượt trùng dương nhưng mà chúng ta không có cánh để bay chúng ta chỉ chèo những cái thúng những cái xuồng những cái ghe hay là những cái tàu đánh cá giống như tàu đánh cá mà thôi chúng ta không có một cái gọi là cái những cái điều kiện nào cho nó vững vàng và vững chắc Hết Nam rồi Bắc rồi đâu nữa Còn nhớ tiếng kêu để gọi bày Bây giờ chúng ta ở miền Bắc, miền Nam Chúng ta đều đã bị Cộng sản Làm sao chúng ta tìm ra được Những người chính nghĩa Quốc gia, dân tộc Có nghĩa là những người mà có cái tấm lòng Yêu nước thật sự Để rồi chúng ta làm một cuộc cách mạng đây. Đều đã bị Cộng sản độc tài cai trị và cướp chính quyền. Hay là lạc lỏng chim Âu Lạc. Ngài than thở vì tự thấy mình đã bị cô đơn trong cái sa mạc Adelanto. Những người mà trong cái thể chế đệ nhị việt nam cộng hòa đã lần lượt không có kiên trì kiên nhẫn cùng ngài đấu tranh cho đất nước quê hương dân tộc dưới tối chủ trương của ngài mà họ đã ra đi để làm những cái điều mà họ muốn và làm những cái đường lối chiến lược mà họ muốn bằng cách này hay cách khác nhưng tất cả đều đã thất bại, không thành công. Cho đến ngày hôm nay như chúng ta đã thấy, chỉ có những cuộc xuống đường trong những dịp 30 tháng 4 ngoại ở tại nước Pháp kéo nhau đến trước tòa đại sứ của cộng sản để hô hào phản đối cộng sản và để hô hào gọi là yêu cầu cộng sản trả tự do cho các tù nhân lương tâm nếu chúng ta không có đạt được những cái kết quả hay là thành tựu nào đáng kể cả hay là lạc lỏng chim âu lạc thê thảm đời trai một gã sai thì có những người đã ra hải ngoại nhưng mà không biết làm gì cả khi nhìn về đất nước quê hương dân tộc của mình đang bị sâu xé bởi tàu cộng và cộng sản việt nam chúng ta không biết làm gì cả không điện của mình bị cúp thì cho nên những người này chỉ biết gọi là cơm áo gạo tiền và hưởng thụ những cái đời sống đầy đủ ở các nước rồi dần dần chúng ta quen dần với một những cái gọi là ăn chơi xa đọ ở một cái xã hội tự do đầy đủ vật chất và cũng quên hẳn cái công cuộc đấu tranh cứu nước của chúng ta. Những tổ chức, hội đoàn dần già đã lơi là, đã không còn nhiệt quyết như những ngày đầu tiên chạy trốn cộng sản ra hải ngoại. Thì chúng ta nói đúng hơn là tị nạn cộng sản hả quý vị? Sai men rượu thì chỉ biết tình nghĩa vợ chồng rồi sai nợ có nghĩa là gây ra quán thù, nợ nần chồng chất khi mà chúng ta chỉ biết ăn chơi mà thôi. Rồi gây ra những cái đáng tiếc. Ví dụ như chúng ta làm những cái chuyện như là uh, ăn chơi ở ngoài đường rồi nhậu nhẹt rồi gây ra những cái bản án mạng vân vân và vân vân. Cũng có một số thành phần người Việt Nam ra tại hải ngoại và chỉ biết ăn chơi, xa đọa rồi sau đó thành lập ra những cái nhóm để rồi uh, bắn giết lẫn nhau. Cũng có đó quý vị. Có nghĩa là họ thành lập ra những cái băng đảng. Và sau này là Cộng sản Việt Nam đã trà trộn vào những cái hội đoàn của chúng ta để làm ra những cái việc này và họ chính là những cái người mà đứng đầu trong cái băng đảng này. Sai giấc Nam Kha giấc mộng ngài có nghĩa là giấc nam kha Chúng ta nằm mơ, chúng ta thấy gia đình Chúng ta thấy đất nước quê hương dân tộc của chúng ta Được, ấm no, hạnh phúc Nhưng đó chỉ là trong mộng mà thôi Chúng ta chớp mắt thì chúng ta cũng đã thấy Đất nước quê hương dân tộc của mình Nhưng mà chỉ là mơ trong cái chốc lát mà thôi Chứ nó không có phải là hiện thực Âu ơ tháng 7, mưa ngâu lệ ngày đau đớn và nhỏ lệ cho đất nước quê hương dân tộc giải giải thể cộng sản của người việt ở tại hải ngoại và những người việt còn sót lại trong nước có nghĩa là ngày rất là đau buồn đó quý vị chia cắt ta rồi tuổi thơ ngay còn đâu nữa những cái ngày mà hồn nhiên sống trong cái thể chế việt nam cộng hòa bình an trong cái thời bình trong cái thời đệ nhất và đệ nhị việt nam cộng hòa chúng ta có những cái tự do và sự yêu đương của tuổi trẻ ở trong cái thời của đức quốc công tổng thống đào minh quân tình yêu đã chớm nở trong thời đó khi mà ngài sau khi mà ngài đã uh, học hết cái uh, văn hóa ở trong cái uh... Và sau khi mà Ngài đã gia nhập vào cái quân đội để mà làm cái bổn phận trách nhiệm của một người trai. Rồi sau năm 1975 là cái sự cướp miền Nam Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây ra. Thì đau thương chết chóc đã chất chồng bao nhiêu cái thảm trạng đã ập đến trong mắt của Ngài, trong cái sự chứng kiến của Ngài và gia đình Ngài những cái cuộc vượt biên vượt biển đầy nguy hiểm và hy sinh thì chúng ta không còn hồn nhiên như ngày nào nữa ở trên đất nước việt nam của mình tuy rằng có những cái uh, uh, thành phần nghèo có trung lưu có thượng lưu có nhưng mà chúng ta vẫn được cái đời sống tự do trong cái thể chế việt nam cộng hòa chứ không như là khi cộng sản đã cướp miền nam việt nam của chúng ta chia cắt ta rồi tuổi thơ ngay một bên đầu bạc con tim đỏ ra nước ngoài thì qua thời gian tóc đã bạc nhưng mà ý chí tinh thần yếu nước vẫn còn trong cái dòng máu lạc hồng của chúng ta một số ít người ở hải ngoại và trong đó có Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, cho nên Ngài mới viết ra bài thơ này. Một bên đầu bạc con tim đỏ, một mái đầu xanh mắt kéo mây. Bên mái đầu xanh mắt kéo mây, có nghĩa là bên mái đầu xanh, những người trẻ trong đất nước Việt Nam, thì họ đã không còn thấy những cái lịch sử uh, của Việt Nam đã bị Cộng sản cướp như thế nào, họ đã không hiểu vì sao đất nước quê hương của chúng ta khổ sở như vậy họ chỉ biết ăn chơi đàn đúng ngày qua ngày mà thôi họ chỉ hưởng thụ những cái trước mắt của họ mà thôi ví dụ như có một bữa cơm một con cá nướng thì họ cũng có một cái chai rượu để mà cùng uống rồi đi ngủ mà thôi không có cái gì hơn cả không có một cái lý tưởng nào cả bởi vì họ thật sự không có lối thoát những người trẻ ở tại hải ngoại cũng vậy. Dần dần lớn lên ở những cái xứ sở văn minh thì họ cũng không biết về nguồn cội, quốc gia dân tộc của mình như thế nào. Họ chỉ đại khái biết rằng mình là người được sinh ra ở tại hải ngoại và mình là người Việt Nam mà thôi. Thì cho nên Đức Quốc công đã cảm thán đã buồn vì không biết là những cái người uh, trẻ tuổi này có thấu hiểu được cái tình của uh, quốc gia dân tộc cái tình mà tình yêu quê hương tổ quốc hay không họ có tình yêu quê hương tổ quốc hay không và họ có những cái uh, tư tưởng để mà trở về cứu quê hương đất nước hay không hay là họ cũng uh, coi như là để trôi theo dòng nước qua thời gian thì thực chất là như vậy đó quý vị có những người trẻ mà ngay cả những người già cũng vậy qua thời gian đã quên hẳn những cái đau khổ khổ sở của người dân trong nước họ đã quên quên dần nhưng mà những cái năm gần đây thì vì vì cộng sản việt nam đã quá gọi là um, họ 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 lộ ra rõ ràng để cho chúng ta thấy là họ đã bán nước hại dân cho nên người việt nam nhanh tay trưng cầu dân ý theo đức quốc công tổng thống đào minh quân để cứu nước vì chúng ta thấy rõ ràng cái giai đoạn này nếu như chúng ta những người việt nam không có ủng hộ chính phủ hay là đi theo đức quốc công thì đất nước việt nam sẽ thuộc một tỉnh lỵ của tàu cộng trong nay mai mà thôi bởi vì ngoài đức quốc công tổng thống và chính phủ quốc gia việt nam lâm thời chúng ta không còn ai khác hơn nữa nếu như chúng ta không nhanh chóng hành động và tham gia hy sinh một phần nhỏ nào đó cái thời gian của chúng ta mà thôi. Từ 18 tuổi trở lên đến 90 tuổi, chúng ta cũng có thể tham gia và làm những cái công tác như là chuyển tải thông tin, trưng cầu dân ý và mời gọi những cái giới trẻ vào những cái trang mạng của chính phủ để tìm hiểu, để hiểu biết về chính phủ, về quyền lợi của người dân trong nước sắp tới đây. Trong ly rượu cạn cơn đau tuổi, điệp khúc sang mùa vẫn còn đây. Thì những cái năm tháng dài ở trên đất khách, thì Ngài vẫn đau đáo, lo cho vận mạng của đất nước. Nhìn những cái người mà vô tình, vô tâm với cái công cuộc, với cái quốc gia dân tộc của mình, mà Ngài gọi là rất là đau lòng có nghĩa là chỉ có một số người nào thôi hiểu ra được và vẫn có cái tư tưởng là giúp nước coi như là giải thể tàu quyền cộng sản chứ còn một số lớn người thì họ đã vì cái đời sống và qua thời gian bây giờ thì thời gian không cho phép nó đang bị gọi là có vấn đề cho nên trên tạm thời ngưng livestream và cũng chia sẻ cái đường link trưng cầu dân Ý của chúng ta đường link trưng cầu dân Ý là ba chữ w chấm có nghĩa là trưng cầu dân Ý viết tắt chấm us thì quý vị vào cái đường link đó tờ đơn trưng cầu dân Ý hiện ra và chúng ta điền thông tin của mình vào đó để có được cái của đệ tam Việt Nam Cộng Hòa sau khi mà đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trở về nước thì quý vị sẽ lấy cái số mà trưng cầu dân ý đó ra để chính phủ sẽ làm cái thẻ căn cước cho quý vị với cái số trưng cầu dân ý của quý vị. À, trinh xin tạm dừng và trân trọng kính chào tạm biệt Đức quốc công tư lệnh chiến lược toàn quốc, quý đại biểu, quý đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trên toàn thế giới, xin trân trọng kính chào. Trinh sẽ mở ra một bài hát cho quý vị cùng nghe nhé. biết sao không nghe được luôn hôm nay ngày thứ bảy mạng yếu quá quý vị không nghe được gì hết. À, xin uh, xin uh, quý vị uh, thông cảm nhé và chúng ta tạm biệt nhau hẹn uh, ngày khác thì uh, trinh sẽ uh, livestream và xin mời quý vị cùng tham gia.